Cô chào các em. Trước khi vào bài học hôm nay, cô có câu đố sau cho các em. Cây gì thân cao, lá thưa răng lược, ai đem nước ngọt, đựng đầy quả xanh? Đố em biết đó là cây gì? À, đó chính là cây dừa. Dừa là một loại cây rất thân thuộc với làng quê Việt Nam. Dưới con mắt trẻ thơ, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã miêu tả cây dừa có gì đẹp và thú vị. Các em sẽ cảm nhận được món dừa đó qua bài tập đọc cây dừa. Cùng mời các em chuẩn bị thước, bút, vở, chọn cho mình chỗ ngồi thoải mái, đầy đủ ánh sáng để vào tiết học nhé. Qua tiết học này, em cần tập đành mạch toàn bài, biết các nhịp thơ hợp lý khi đọc các câu thơ lục bát. Hiểu nội dung, cây dừa giống như con người, biết gắn bó với đất trời, với thiên nhiên. Khi chính xác bài chính tả, trình bày đúng các câu thơ lục bát. Làm được bài tập 2B, biết đúng tên riêng địa danh trong bài tập 3. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu hoạt động 1, luyện đọc. Trước khi đọc bài, cô có một số lưu ý sau. Các em đọc bài thơ này với giọng nhẹ nhàng, hồn nhiên, lưu ý nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, gợi cảm mà cô đã tô đậm nhé. Các em hãy lắng nghe cô đọc mẫu nào. Cây dừa xanh, tỏa nhiều sầu, giang tay quảng gió, gật đầu gọi trăng, thân dừa, bạc vết tháng năm. Quả dừa, đàn lợn con, nằm trên cao. Đêm hè, hoa nở cùng sao. Tàu dừa, chiếc lược, chải vào mây xanh. Ai mang nước ngọt, nước lành. Ai đeo bao hũ rượu, quanh cổ dừa. Tiếng dừa, làm dịu nắng trưa. Gọi đàn gió đến, cùng dừa múa reo. Trời trong, đầy tiếng rì rào, đàn cò đánh nhịp, bay vào bay ra. Biển canh, trời đất bao la, mà dừa đủng đỉnh, như là đứng chơi, Trần Đăng Khoa. Cô vừa đọc mẫu cho các em nghe bài tập đọc cây dừa. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn các em luyện đọc những từ khó sau. Tỏa. Khi đọc từ này, chúng ta lưu ý phần oa trong tiếng tỏa. Chúng ta đọc tỏa. Từ gật đầu, các em chú ý vần ít trong tiếng gật, vần âu trong tiếng đầu, ta đọc là gật đầu. Các em cùng đọc lại với cô nào. Gật đầu. Từ bạc vết, các em chú ý vần ác trong tiếng bạc, âm phờ và vần ít trong tiếng vết. Cùng đọc lại, bạc vết. Từ chiếc lược, các em chú ý vần ít trong tiếng chiếc và vần ước trong tiếng lược. Cùng đọc lại, chiếc lược. Tiếp theo, hũ rượu. Các em chú ý thanh ngã ở tiếng hũ, phần ưu ở tiếng rượu. Ta đọc là hũ rượu. Từ quanh cổ, các em chú ý phần anh trong tiếng quanh, thanh hỏi trong tiếng cổ. Ta đọc là quanh cổ. Và từ cuối cùng, đủng đỉnh. Các em chú ý phần ung trong tiếng đủng, phần in trong tiếng đỉnh, đủng đỉnh. Mời các em đọc lại toàn bộ những từ khó này. Chắc hẳn ở trong bài thơ này có một số từ các em chưa hiểu nghĩa. Bây giờ cô sẽ giải nghĩa cho các em một số từ sau. Tỏa là từ một điểm chia ra các phía. Tàu là lá to có cuốn dài. Đây là hình ảnh tàu lá dừa. Đánh nhịp, động tác đưa tay lên xuống đều đặn. Đây là hình ảnh đàn cò đánh nhịp đấy các em ạ. Canh là trông giữ, bảo vệ. Đụng đỉnh là chậm rãi, tỏ ra không vội vã. Chúng ta cùng bước qua phần luyện đọc câu. Bây giờ cô sẽ đọc mẫu đoạn thơ này một lần. Các em lắng nghe thật kỹ, sau đó bấm dừng và suy nghĩ thực hiện nhấp nhịp ở các dòng thơ nhé. Cây dừa xanh, tỏa nhiều tàu, giang tay đón gió, gật đầu gọi trăng. Thân dừa, bạc vết tháng năm. Quả dừa, đàn lợn con, nằm trên cao. Đêm hè, hoa nở cùng sao. Tàu dừa, chiếc lược, chải vào mây xanh. Ai mang nước ngọt, nước lành. Ai đeo bao hũ rượu,
quanh cổ dừa. Cách ngắt nhịp ở hai đoạn thơ đầu như sau. Bài thơ Cây Dừa được viết theo thể thơ lục bát, tức là một câu 6 lại đến một câu 8. Khi đọc, các em chú ý ngắt nghỉ và nhấn mạnh ở những từ ngữ được tô đỏ trong các dòng thơ. Các em hãy đọc lại đoạn thơ này cho đúng. Vừa đọc, các em vừa nhẩm để thuộc lòng bài thơ nhé. Bây giờ cô mời các em quan sát toàn bộ bài Cây Dừa. Theo em, bài tập đọc này được chia làm mấy đoạn? Em phân chia các đoạn như thế nào? Bài tập đọc này chúng ta chia thành 3 đoạn. Đoạn 1 là 4 dòng thơ đầu, đoạn 2 là 4 dòng thơ tiếp theo, và đoạn 3 là 6 dòng thơ cuối. Các em hãy bấm dừng và đọc lại toàn bộ bài tập đọc này nhé. Cô vừa hướng dẫn các em luyện đọc, sau đây chúng ta sẽ chuyển sang nội dung tìm hiểu bài. Câu hỏi thứ nhất, các bộ phận của cây dừa, lá, ngọn, thân, quả được so sánh với những gì? Để trả lời cho câu hỏi này, các em hãy đọc lại 8 dòng thơ đầu cho cô nào. Các em đã có câu trả lời chưa? Chúng ta hãy cùng sửa bài nhé. Lá, tàu dừa thì được ví như bàn tay chen ra đón gió, như chiếc lược trải vào mây xanh. Ngọn dừa thì được ví như cái đầu của con người, biết gật gật để gọi trăng. Thân dừa thì mặc chiếc áo bạc phết, đứng canh trời đất. Còn quả dừa thì được ví như đàn lợn con, như hũ rượu. Câu 2. Cây dừa gắn bó với thiên nhiên, gió, trăng, mây, nắng, đàn cò như thế nào? Các em hãy đọc lại cả bài để tìm ra câu trả lời nhé. Bây giờ chúng ta cùng sửa bài. Với gió, cây dừa giang tay đón gió, gọi gió đến cùng múa reo. Với trăng, dừa gật đầu gọi trăng. Với mây, tàu dừa là chiếc lược chải vào mây xanh. Với nắng, tiếng dừa thích làm dịu nắng trưa. Còn với đàn cò, thì dừa hát rì rào cho đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra. Câu hỏi số 3. Em thích nhất những câu thơ nào? Vì sao? Các em hãy đọc kỹ toàn bộ bài thơ để tìm ra các câu thơ mà các em yêu thích nhất nhé. Câu 4. Học thuộc lòng bài thơ. Các em cố gắng ở nhà tự học thuộc lòng bài thơ này nhé. Cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu nội dung bài. Bây giờ các em hãy nêu những ích lợi mà cây dừa mang lại cho cuộc sống của chúng ta. À, nước dừa là nước giải khát, vừa ngọt, mát, lại vừa có nhiều chất dinh dưỡng. Cùi dừa thì làm nhân bánh, kẹo, chè. Lá dừa còn làm mũ, gói bánh, lợp nhà, trang trí. Thân dừa và sơ dừa dùng làm phân bón hữu cơ. Ngoài ra còn là một số đồ dùng khác như muôi, thìa, gáo, đũa. Đây là hình ảnh một ngôi nhà làm bằng dừa đấy các em ạ. Như vậy, cây cối mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích khác nhau. Em đã làm gì để bảo vệ các loài cây? À, các em có thể chăm sóc, bóc sâu, tưới nước, bón phân cho cây để cây luôn xanh tốt, giúp bảo vệ môi trường, để chúng ta biết yêu thiên nhiên và học tập theo gương của Bác Hồ. Vậy, qua bài học này, em có nhận xét gì về hình ảnh cây dừa đối với quê hương? À, đúng rồi, cây dừa theo cách nhìn khác của nhà thơ Trần Đăng Khoa giống như con người, gần gũi, gắn bó với đất trời, với thiên nhiên xung quanh. Đây cũng chính là nội dung của bài tập đọc Cây Dừa đấy các em ạ. Chúng ta vừa tìm hiểu xong hoạt động 2, tiếp theo chúng ta chuyển sang hoạt động 3, viết chính tả. Chúng ta sẽ viết chính tả 8 dòng thơ đầu của bài Cây Dừa. Các em nghe cô đọc lại đoạn thơ này nhé. Cây dừa xanh, tỏa nhiều tàu.
giang tay đón gió, gật đầu gọi trăng. Thân dừa bẹp vứt tháng năm, quả dừa đàn lợn con nằm trên cao. Đêm hè hoa nở cùng sao, tàu dừa chiếc lược chải vào mây xanh. Ai mang nước ngọt nước lành, ai đeo bao hũ rượu quanh cổ dừa trần đăng hoa. Các em hãy tìm những từ khó viết trong đoạn thơ này. À, những từ khó viết trong đoạn thơ này là tỏa, gật đầu, bạc vít, chiếc lược, hũ rượu, quanh cổ. Đầu tiên, các em hãy luyện viết các từ này và vở nhát nhiều lần để viết chính tả được đúng nhé. Đây là bài viết mẫu của cô. Khi viết, các em chú ý cách trình bày bài như sau. Chính tả và tựa bài cây dừa, các em sẽ đếm lùi vào 6 ô để viết. Dòng thơ đầu tiên lùi vào 3 ô, dòng thơ tiếp theo lùi vào 2 ô, và lặp lại như vậy cho đến hết 8 dòng thơ. Các chữ cái đầu của mỗi dòng thơ chúng ta lưu ý viết hoa. Tên tác giả Trần Đăng Khoa ta lùi vào 7 ô. Khi viết, các em chú ý tư thế ngồi viết. Lưng thẳng, không tì ngực xuống bàn. Mắt cách vở từ 25 đến 30 cm. Các em hãy nhờ ba mẹ hoặc người thân đọc đoạn thơ này cho em viết vào vở. Sau khi hoàn thành bài viết thì quay lại kiểm tra với bài của cô nhé. Chúc các em có bài viết chính tả đúng, sạch, đẹp. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập 2A trang 89. Hãy kể tên các loài cây bắt đầu bằng sờ hoặc sờ. Với bài tập này, các em hãy suy nghĩ và kể tên nhé. Cô có một số ví dụ sau. Tên cây bắt đầu bằng âm sờ như sắn, sung, sim, si, sen. Tên cây bắt đầu bằng âm sờ như xoan, xà cừ, xà nu, xương rồng. Ngoài những từ cô gợi ý, các em hãy tìm thêm các từ khác để hoàn thành bài tập này nhé. Qua bài tập 3, có bạn chép đoạn thơ sau của nhà thơ Tố Hữu nhưng quên viết hoa nhiều tên riêng. Em hãy giúp bạn sửa lại cho đúng. Các em hãy cùng đọc đoạn thơ này với cô nào. Ta đi giữa ban ngày, trên đường cái ung dung ta bước. Đường ta rộng thênh thang 8 thước, đường Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên. Đường qua Tây Bắc, đường lên Điện Biên. Đường cách mạng dài theo kháng chiến. Hãy đọc thầm bài thơ một lần nữa và tìm ra cái tên riêng cho cô nào. Cùng kiểm tra kết quả với cô. Cô có các tên riêng sau: Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên, Tây Bắc, Điện Biên. Với các tên riêng là địa danh, chúng ta phải viết như thế nào? À, chúng ta phải viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng. Như vậy, đoạn thơ đúng được viết lại như sau. Các em hãy viết đoạn thơ đúng ra vở nhé. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong các hoạt động và hoàn thành các bài tập. Sau đây cô có dặn dò cho các em. Ở nhà các em hãy đọc lại bài cây dừa và tập trả lời lại 4 câu hỏi. Viết đoạn chính tả vào vở và chuẩn bị bài những quả đào. Tiết học đến đây là kết thúc. Cô thân ái, chào tạm biệt các em.